Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cây rau ngủ, còn gọi là rau ngủ thơm, rau ngủ châu, cúc nước, thuộc họ cúc. Cây sống nổi hay ngập nước, dài hàng mét, thân hình trụ, nhẵn, phân cành nhiều, có mắt, lá mọc đối, không cuống, phía dưới ôm vào thân, mép có răng cưa, dài 5 cm, rộng 6 đến 10 mm, cụm hoa hình đầu, không cuống, màu trắng, lục nhạt, 4 lá bắc hình trái xoan. Những hoa ở ngoài là hoa cái hình thìa lìa, có tràng chia 3 thùy. Những hoa trong lưỡng tính, hình ống có tràng hoa xẻ 5 răng, nhị năm bao phấn có tai nhọn ngắn, hình bầu hình trụ cong, quả bế không có màu lông. Cây mọc phổ biến trong các ao hồ khắp các tỉnh ở nước ta, còn thấy ở Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Thường hái lá non dùng tươi hay phơi khô làm thuốc. Nhân dân ta thường hái lá non rau ngổ ăn sống làm gia vị. Về làm thuốc, người ta dùng rau ngổ chữa những trường hợp ăn uống không tiêu, đầy tức bụng, thổ huyết, băng huyết. Dùng ngoài giã nát đắp lên những nơi viêm tấy. Ngày dùng từ 12 đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc, dùng ngoài không kể liều lượng. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cây thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.